Vâng, xin chào anh chị nhà đầu tư. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đi sâu, đi luôn vào nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 7 năm 2023. Dạ vâng, thị trường trong giai đoạn này chúng ta cũng đã trao đổi với nhau trong suốt thời gian vừa rồi. Và vận động thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục trong trạng thái rung giật trong vòng 1 tháng hay nửa tháng trở lại đây. Nhưng rung giật thì vẫn đang nằm trong xu hướng đi lên của thị trường, đúng không ạ? Và hơn nữa thì thứ năm tuần tới là phiên đáo hạn phái sinh của tháng 7. Nên là trước phiên đáo hạn phái sinh trong vòng khoảng 1 tuần thì thị trường sẽ luôn có những nhịp rung giật là điều hết sức bình thường. Và điều này thì cũng sẽ ảnh hưởng tương tự đến sự rung giật của thị trường cơ sở. Vậy thì cái sự rung giật đó liệu có ảnh hưởng tới hành động của chúng ta hay là chiến lược của thị trường hay không mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Và anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình về bảng giá của HSC thì sẽ thấy rất rõ sự rung giật trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt đó là về cuối phiên chiều, rất nhiều lần thị trường nhúng xuống dưới tham chiếu và xuống dưới mốc 1.150 điểm. Vậy nhìn vào diễn biến thị trường ngày hôm nay trên chart kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy rất rõ áp lực xuất hiện với thị trường ngay kể là từ phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà đóng bằng một cây nến doji nhưng phần dâu trên lại khá là dài. Và mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì dù là đầu phiên thị trường vẫn kéo được xanh nhẹ trong buổi sáng, tuy nhiên thì trong phiên hay là đặc biệt là phiên chiều thị trường đã có những thời điểm nhúng xuống dưới mốc 1.150 điểm rồi bật ngược trở lại và kết phiên hôm nay đóng cửa bằng một cây nến doji màu đỏ, bởi vì là thấp hơn so với mức mở cửa nhưng lại cao hơn so với mức tham chiếu của phiên giao dịch ngày hôm qua. Thông qua đó thì chúng ta thấy rằng là hai phiên giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay thị trường đang thể hiện rõ ràng về áp lực bán mỗi khi mà thị trường tiến sát vùng 1.160 điểm hay cụ thể là vùng 1.157 điểm, đúng không ạ? Và với diễn biến thị trường đang ở vùng cao như những phiên hiện tại cộng với việc đó là đáo hạn của thị trường phái sinh nên là có lẽ là trong tuần này và trước phiên đáo hạn phái sinh thì chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự rung giật này. Nhưng điều này có đáng lo ngại hay không? Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều, đó là thị trường ở thời điểm hiện tại đang dâng lên và tạo mức nền mới, mức nền cao hơn so với trước đây khi mà thị trường đã liên tục và vượt đỉnh gần nhất ở vùng 1.140 điểm. Như vậy thì vùng hỗ trợ đối với thị trường ở thời điểm hiện tại đang là ở vùng gần nhất vùng 1.040 điểm. Và nếu như theo đường trend mà Dương có kể xu hướng sideways rung giật và đi lên như thời điểm hiện tại thì điểm hỗ trợ của thị trường sẽ ở quanh quanh hỗ trợ sẽ ở quanh quanh ở vùng 1.130 điểm. Và vùng hỗ trợ mạnh nhất đối với thị trường mà chúng ta mà có thể làm thay đổi hành động và xu hướng của thị trường mà chúng ta cần phải quan sát kỹ đó là ở vùng 1.100 điểm. Còn lại nếu như thị trường chỉ rung giật ở quanh những vùng 1.120, 1.130 điểm cho tới vùng ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có gì để thay đổi chiến lược hay kịch bản thị trường của chúng ta được, mà thị trường vẫn đang tiếp diễn xu hướng đi lên. Và ở thời điểm hiện tại thị trường chưa thể bứt phá lên mạnh được. Điều này chúng ta cũng vừa nói với nhau rồi là do tâm lý của nhà đầu tư. Khi mà lên vùng cao thì phe mua sẽ gặp phe bán. Tức là bên cạnh tâm lý một phần nhà đầu tư khá tích cực về xu hướng với triển vọng trong dài hạn của thị trường, thì bên cạnh đó một phần nhà đầu tư cũng có tâm lý đó là chờ thị trường điều chỉnh về mua. Chính vì vậy mà dòng tiền mới tham gia vào thị trường khá là hạn chế. Thêm nữa đó là một phần tâm lý nhà đầu tư sợ điều chỉnh khi mà ở vùng cao nhà đầu tư chốt lời bớt một phần để đón cơ hội thị trường điều chỉnh có thể gia tăng thêm. Do vậy mà dòng tiền chưa có dấu hiệu bứt phá dù là cải thiện trong những phiên vừa rồi. Và đối với phiên giao dịch ngày hôm nay thì dòng tiền có sự suy yếu hơn một chút, nhưng tuy nhiên sự suy yếu này của thị trường lại cho là một điểm khá là tích cực đối với một phiên mà gặp áp lực bán như trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Điều này cho thấy rằng là lực bán của nhà đầu tư với một phiên áp lực như thế này là không quá lớn, đúng không ạ? Để chúng ta có thể bóc tách được dòng tiền trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhìn sang chỉ báo định lượng của HSC thông qua chỉ báo thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn. Chúng ta rất thấy rất rõ dòng tiền suy yếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà cả đường cung và đường cầu đều quay đầu đi xuống. Và thêm nữa đó là chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay có một điểm tích cực là đường cung và đường cầu lại đang có xu hướng hội tụ tại một điểm này. Và cái điểm hội tụ này sẽ là cơ sở để đường cung và đường cầu có thể thay đổi trạng thái từ phân kỳ âm chuyển sang phân kỳ dương nếu như các phiên tới lực cầu mạnh hơn lực cung và ngoắt lên
phía trên này. Và nếu như mà trạng thái của hai đường cung và đường cầu có sự thay đổi, tức là chuyển đổi từ trạng thái phân kỳ âm sang trạng thái phân kỳ dương, khi đó thì đường cầu sẽ lớn hơn lực cung. Khi lực cầu lớn hơn lực cung, tức là mua lên nhiều hơn thì sẽ hỗ trợ cho nhịp tăng của thị trường một cách được bền vững hơn. Chính vì vậy mà với việc hội tụ của hai cặp chỉ báo ngày hôm nay được cho là yếu tố tích cực để cơ sở hai chỉ báo này thay đổi trạng thái trong thời gian tới. Một yếu tố tiếp theo mà chúng ta phải xem xét đến đó là về biến động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Có một điều mà chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng đó là ghi nhận sự nỗ lực rất lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong suốt thời gian vừa rồi. Nhờ nhóm này mà thị trường giữ được nhịp, giữ được dòng tiền ở lại với thị trường là một nỗ lực rất lớn. Dù là sự đồng thuận ở trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đồng thuận, chưa xuất hiện điều đó, nhưng các mã cổ phiếu trong nhóm này lại chia nhau ra để nâng đỡ thị trường. Và đặc biệt trong phiên giao dịch ngày hôm nay hay là những phiên giao dịch gần đây, quý nhà đầu tư sẽ thấy rất rõ điều đó. Và đối với phiên rung giật như phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là những mã cổ phiếu đóng góp tích cực đến thị trường, chúng ta có kể tên đến ở đây như mã cổ phiếu VHM, mã cổ phiếu Vietcombank hay là mã cổ phiếu VIX. Nhưng ở ngược lại, đó là tác động tiêu cực đến thị trường thì chúng ta phải nhắc đến một số những mã cổ phiếu như là HPG, VPBank hay là CTG. Nhìn vào chart kỹ thuật của nhóm vốn hóa lớn, chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhóm này vẫn đang có vận động tích cực khi mà tăng khá tốt và với mức thanh khoản dần được cải thiện kể từ phiên giao dịch đầu tháng 7, ngày mùng 7 tháng 7 sau nhịp điều chỉnh vừa rồi. Khi chạm vào đường MA20 thì có sự bứt phá bật lên và vượt đỉnh ở quanh vùng 1140. Và phiên vượt đỉnh của chỉ số VN30 được cho là phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà đóng cửa tại loanh quanh ở ngưỡng 1146. Dù vậy thì phiên giao dịch ngày hôm qua nhóm cổ phiếu VN30 vẫn gặp áp lực bán khi mà dâng lên vùng cao. Điều này là điều hoàn toàn bình thường bởi vì là khi mà vượt đỉnh và lên vùng cao thì áp lực bán là chắc chắn. Phe mua phe bán gặp nhau nên tạo dâu nến khá dài ở phía trên trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và tiếp sang phiên giao dịch ngày hôm nay thì có một nhịp giảm mạnh đối với chỉ số VN30. Chúng ta nhìn thấy dâu nến ở phía dưới cũng khá là dài đúng không ạ? Và điều này nhúng xuống phía đỉnh cũ. Điều này cũng được cho là như là chỉ số VN30 giống như đang test lại vùng đỉnh cũ và đến kết phiên thì lại được kéo trở lại gần mức tham chiếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhưng điều này thì cần xác nhận thêm để xem là chart kỹ thuật của chỉ số VN30 đã hoàn toàn vượt được ngưỡng đỉnh gần nhất của 1140 hay chưa. Nhưng cũng là một tín hiệu tích cực khi mà dâu nến ở dưới dài hơn so với dâu nến ở trên. Và ngược lại thì vùng cản ở phía trên ở quanh vùng 1150 cũng có áp lực đối với đường VN30, đối với chỉ số VN30 mà chúng ta cần tiếp tục theo dõi. Còn xét về nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thấy rất rõ đó là thì hầu hết tất cả các nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm nay đều biến động trong biên độ hẹp. Và các nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm nay tăng điểm mạnh nhất chúng ta phải kể đến đó là nhóm cổ phiếu bảo hiểm. Đây là nhóm tăng mạnh nhất và cũng có biến động sôi động nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ngành bảo hiểm tăng 1,7%. Nhưng ngược lại thì giảm điểm mạnh nhất đó là nhóm tài chính khác, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, sản xuất hàng gia dụng, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên thì chúng ta lại thấy một điểm đặc biệt đó là nếu như trong phiên giao dịch ngày hôm qua nhóm vật liệu xây dựng giảm điểm mạnh nhất đúng không ạ? Thì phiên giao dịch ngày hôm nay sự giảm điểm của nhóm này có phần thu hẹp trở lại, chỉ giảm 0,8%. Và nhóm xây dựng ngày hôm nay cũng có sự thu hẹp đà giảm, giảm có 0,1%. Tiếp theo về mặt thông tin đó là hôm qua chúng ta có thông tin, tối ngày hôm qua có thông tin liên quan đến việc đó là Liên Xanh Đèo Cả đã trúng gói thầu 2.630 tỷ đồng ở dự án sân bay Long Thành. Chúng ta biết rằng là cảng hàng không quốc tế Long Thành là cửa ngõ khá là quan trọng hướng đến trở thành là trung tâm trung chuyển quốc tế và khu vực. Và đây cũng là dự án quan trọng có ý nghĩa to lớn với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và với quy mô và vai trò quan trọng như vậy thì việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông vận tải, giao thông kết nối cảng với giao thông trong khu vực là việc hết sức cần thiết để nhằm đảm bảo được khả năng tiếp cận của khách hàng và hàng hóa, đồng thời thì cũng bảo đảm được sự vận hành thông suốt của cảng hàng không khi mà đưa vào hoạt động. Và đây là một dự án trọng điểm
khá là lớn, với quy mô khá là lớn. Và với thông tin về việc gói thầu 6.12, trong gói thầu này thì bao gồm tuyến số 1 dài 4,3 km, kết nối quốc lộ 51 vào cảng hàng không Long Thành, và tuyến số 2 thì dài 3,5 km, kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và Dầu Giây vào tuyến số 1. Trên 3 tuyến thì có 3 nút giao và một cầu đúc hẫng, 4 cầu bán rộng và 4 cầu giản đơn. Thời gian thi công là 885 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng và dự kiến là sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Và với thông tin này thì đây là thông tin hỗ trợ cho cổ phiếu HHV, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, là chủ đầu tư và nhà quản lý vận hành của công trình hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam, như là hầm Đèo Cả hay là hầm Hải Vân 2. Và điều này cũng lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta đến về câu chuyện đầu tư công của năm 2023. Và chúng ta biết rằng là kể từ đầu năm 2023 thì chính phủ cũng đã đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mà đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài suy yếu rồi, đúng không ạ? Và đầu tư công trong 6 tháng đầu năm thì tăng 20,5% so với cùng kỳ, so với mức tăng là 10,4% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022. Điều này cho thấy rằng là đầu tư công đang được đẩy mạnh hơn so với năm ngoái rất nhiều. Và với việc đẩy mạnh đầu tư công trong 6 tháng đầu năm thì đạt tương đương là 32% kế hoạch của năm 2023 của chính phủ. Và kế hoạch của chính phủ trong năm nay là giải ngân khoảng là 726,7 nghìn tỷ đồng. Do đó mà chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công trong những tháng tới để có thể hoàn thành được mục tiêu giải ngân hơn 700 nghìn tỷ đồng này vốn đầu tư công vào năm 2023. Hơn nữa đó là chúng ta biết rằng là tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 thì cũng được dự báo là sẽ nằm trong mức thấp nhất kể từ cuộc suy thoái toàn cầu năm 2009. Và trong 6 tháng đầu năm vừa rồi thì GDP của Việt Nam chỉ ghi nhận mức tăng trưởng là 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020, đợt Covid-19. Nhưng với cái việc tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2023 thì vẫn đang còn cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng đặt ra hồi đầu năm là mức 6,5% trong năm nay. Và đây cũng sẽ là một thách thức khá lớn đối với chính phủ trong nửa còn lại của năm. Chính vì vậy mà HSC dự báo rằng là đầu tư công sẽ là điểm sáng và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của GDP so với năm trước. Đầu tư công có thể đóng góp lên tới là 2% vào tăng trưởng GDP trong năm nay. Và HSC dự báo rằng là đầu tư công sẽ tiếp tục tăng tốc trong những tháng tới, do đây là những cái ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Và theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chỉ đạo ngành giao thông vận tải phải hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công 3 tuyến đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Biên Hòa Vũng Tàu, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, và 2 đường vành đai gồm vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án trọng điểm này phải cần được khởi công trước ngày 30 tháng 6 vừa rồi trong năm nay. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ thấy những yếu tố hỗ trợ để có thể đẩy nhanh hơn các dự án đầu tư công trong năm nay. Đầu tiên đó là chúng ta biết rằng là nợ công của Việt Nam thì đã giảm đáng kể trong những năm qua nhờ vào tăng trưởng GDP trong giai đoạn năm 2016 đến 2022, và kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, nợ công của Việt Nam đã giảm rất là nhanh từ mức 51% cuối năm 2016 xuống 40% vào năm 2022 theo ước tính của IMF, và thấp hơn nhiều so với trần nợ công của Việt Nam là 60% GDP. Và khi mà nợ công thấp thì sẽ tạo dư địa cho việc mở rộng chính sách tài khoá để hỗ trợ hồi phục kinh tế. Thứ hai đó là lạm phát hạ nhiệt trong các tháng vừa qua và đang nằm trong vùng kiểm soát của chính phủ, và khi mà áp lực về lạm phát giảm bớt thì chính phủ hoàn toàn có thể cân nhắc nới lỏng các chính sách tài khoá để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thông tin đó là Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2023 về việc đó là phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045. Với việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch này thì cũng trong bối cảnh này được cho là hết sức cần thiết. Theo đó mà sẽ chuyển đổi dần mô hình cấu trúc từ đô thị công nghiệp sang mô hình cấu trúc đô thị dịch vụ và công nghiệp, hướng tới phát triển đô thị thông minh bền vững. Như vậy thì cơ sở hạ tầng ở quanh khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hay là khu vực của cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đang được dần cải thiện hơn. Nói chung là với thông tin này, phát triển cơ sở hạ tầng ở quanh
vực này, đây cũng là một điểm tích cực cho các nhà thầu xây dựng và cả bất động sản ở quanh khu vực Long Thành. Vậy thì về triển vọng của ngành xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm nay thì chúng ta thấy rất rõ ràng về bức tranh, với việc đó là đầu tư công sẽ là yếu tố quan trọng để hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong nửa còn lại của năm 2023 để có thể đạt được chỉ tiêu mà chính phủ đã đặt ra tăng trưởng của năm nay. Vậy thì các doanh nghiệp nào trong nhóm ngành này mà chúng ta có thể chú ý đến? Có 3 điểm nhấn cho để chúng ta có thể lựa chọn các doanh nghiệp đó. Đầu tiên, đó là các doanh nghiệp đó phải là các doanh nghiệp có năng lực thi công tốt. Thứ hai, đó là các doanh nghiệp đó có tỷ lệ giá trị backlog trên doanh thu lớn. Và thứ ba, đó là sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp này phải lành mạnh. Và một vài cái tên trong nhóm đầu tư công mà chúng ta có thể nhắc đến như là HHV, C4G, LCG hay là VCG. Vậy thì nhìn sang trạng kỹ thuật của những doanh nghiệp này. Đầu tiên, đó là chúng ta nhìn sang doanh nghiệp HHV. Thì chúng ta thấy rất rõ, đó là kể từ hồi tháng 11 năm 2022 thì HHV vẫn tiếp tục xu hướng đi lên theo hướng như thế này. Và trong giai đoạn gần đây, trong nhịp tăng vừa rồi, trong tính từ hồi cuối tháng 4 cho tới thời điểm hiện tại thì HHV cũng tiếp tục xu hướng đi lên và vận động trong trend mà Dương có vẽ như thế này. Và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì HHV khi mà buổi sáng có mức tăng khá là mạnh với thông tin về tiếp nhận dự án thì cũng đã có mức tăng mạnh. Tuy nhiên thì khi mà gặp phải vùng cản thì có sự điều chỉnh và bật lại. Thêm nữa thì sự rung lắc ngày hôm nay cũng đến từ thị trường. Nhưng tuy nhiên đóng cửa của HV vẫn là một cây nến xanh. Đây là một điểm tích cực. Thêm nữa thì chúng ta để ý rằng là trong cái vận động đi lên đối với mã cổ phiếu này thì đang cho thấy là dòng tiền dương, tức là gì ạ? Tức là ở những nhịp tăng mạnh thì khối lượng von khá lớn, nhưng ở những nhịp giảm của mã cổ phiếu này điều chỉnh thì lại thấy von khá là nhỏ. Điều này là một điều tích cực đối với sự đà đi lên, đà tăng đối với mã cổ phiếu HV. Và ở thời điểm hiện tại thì đối với HV thì vùng hỗ trợ sẽ ở quanh vùng 15.1. Và thời điểm hiện tại thì HV đang tiệm cận vùng cản ở quanh vùng giá ở phía trên này, quanh vùng giá 16.3. Và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là HV sẽ có sự bứt phá lên phía trên cao nữa khi mà vượt cản vùng 16.3. Và nếu như vượt được vùng cản này thì chúng ta có hoàn toàn có thể kỳ vọng về mức giá tiếp theo ở quanh vùng giá 21. Và điểm giải ngân đối với quý nhà đầu tư về những mã cổ phiếu thì chúng ta biết rồi, chia sẻ với nhau rồi, có hai thời điểm giải ngân. Một là chúng ta xem xét về những vùng hỗ trợ của các mã cổ phiếu khi mà các mã cổ phiếu này có nhịp điều chỉnh, và những nhịp điều chỉnh đó là những nhịp mà quý nhà đầu tư có thể gia tăng thêm cổ phiếu. Và thứ hai đó là khi mà break thành công được các ngưỡng cản, đúng không ạ? Tiếp tục mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu VCG. Đối với VCG thì chúng ta cũng có vận động tương tự như HV. Có vẻ như là các doanh nghiệp trong nhóm ngành đầu tư công thì đang vận động khá là giống nhau. Và thời điểm hiện tại thì VCG cũng đang vận động nhưng mà có chậm hơn so với các doanh nghiệp khác. Điều này chúng ta phải thừa nhận. Nhưng vận động của VCG đang thấy khá là chặt chẽ khi chúng ta nhìn thấy các bước giá. Thêm nữa đó là sau hai nhịp chỉnh vừa rồi đối với VCG ở phiên ngày hôm qua và ngày hôm kia thì đến ngày hôm nay VCG đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên thì áp lực bán xuất hiện thì cũng sẽ có sự điều chỉnh đối với doanh nghiệp này. Nhưng với sự hồi phục trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy có một hiện tượng đó là VCG thì đang tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cũng cao hơn đáy trước. Điều này đang cho thấy xu hướng đó là sideways up, đúng không ạ? Và với cái đến ngày hôm nay khi mà VCG điều chỉnh test lại vùng đỉnh cũ thì ngày hôm nay đang cho thấy những dấu hiệu bật lên. Chính vì vậy mà vùng đỉnh cũ cũng được coi là vùng hỗ trợ đối với VCG, và VCG đang tạo nền ở quanh vùng giá 21.5 cho đến vùng 22. Tiếp tục một mã cổ phiếu tiếp theo trong nhóm đầu tư công như là mã cổ phiếu C4G. Đối với C4G thì chúng ta thấy đây một tăng khá là mạnh, đúng không ạ? Và cũng đang có vận động khá tích cực. Đầu tiên đó là theo trend đi lên, chúng ta cũng đã thấy rồi, vận động cũng tương tự nhau. Và C4G thì đang có vận động đó là tăng, giảm, tăng, giảm, tăng, giảm. Và mỗi việc mà tăng một đoạn rồi lại giảm một đoạn nhẹ hơn như thế này, điều này làm cho sự chặt chẽ hơn đối với các mã cổ phiếu. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy được một điểm tích cực, đó là dòng tiền cũng đang dương. Khi mà tăng thì lực cầu tăng,
tức là vol xanh, và khi mà giảm thì vol lại thấp. Đây là một điểm tích cực đối với những mã cổ phiếu như là C4G và cũng đang cho thấy vận động khá tốt. Và đối với sự điều chỉnh ở thời điểm hiện tại của C4G thì cũng đang tiệm cận vùng đỉnh hồi tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên thì chúng ta thấy cũng thấy rằng là vol khá là thấp đúng không ạ? Và điều này là một điều khá là lành mạnh. Và khi mà mã cổ phiếu này điều chỉnh xong, test xong vùng đỉnh cũ này thì hoàn toàn bứt phá khỏi vùng giá 14-15 và hướng tới những vùng cao hơn ở phía trên này. Tiếp tục một mã cổ phiếu nữa đó là LCG. Đối với LCG thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng tăng từ hồi tháng 11 nhưng vận động ở đoạn này thì chậm hơn so với ba doanh nghiệp trước đúng không ạ? Và LCG thì kể từ chúng ta có thể kể một đường trend từ tháng 5 cho thấy rằng là đang vận động theo hướng đi lên như thế này nhưng mà có xu hướng chậm hơn khi mà vượt đỉnh thì lại test lại trở lại ngay. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta có thể tổng quan lại những doanh nghiệp trong nhóm đầu tư công thì đang xu hướng đi lên và đang có vận động khá là tích cực. Và với những doanh nghiệp này thì nếu như mà anh chị nhà đầu tư mà đang có trong danh mục của mình thì theo quan điểm của Duyên là chưa có vấn đề gì cần phải bán, đặc biệt là những doanh nghiệp mà đón nhận được những cái gói thầu lớn. Thêm nữa đó là nếu như anh chị muốn giải ngân thì anh lựa chọn những vùng điều chỉnh về những vùng hỗ trợ của các doanh nghiệp này thì anh chị có thể tham gia giải ngân. Dạ vâng, và với những thông tin trên thì cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối ngày mai.